Chào mừng quý các bạn đến kênh video Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2022 thì đang là vào vụ cao điểm của bà con trong việc chế biến xay vắt sắn dây nghệ liên hoàn trong rừng liên hoàn. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý các bạn về mẫu máy xay vắt nghệ sắn dây liên hoàn đang được bà con rất là ưa chuộng, cũng như cập nhật cái phần giá bán để bà con nào có nhu cầu mua thì chúng ta có thể tham khảo, thấy phù hợp thì chúng ta có thể mua về để sử dụng cho gia đình. Thì đây, trước mắt quý vị và các bạn, đây là mẫu máy xay vắt nghệ sắn dây liên hoàn dòng riềng mới nhất hiện nay do bên Điện Máy Cường Linh sản xuất và phân phối. Thì đây, máy là có bầu nguyên và cái phễu các thứ là bằng hoàn toàn bằng inox, rất là sạch đẹp như này. Đây, bà con có thể nhìn thấy này, cá nhân là hoàn toàn bằng inox. Thì với việc sử dụng việc xay sắn dây nghệ thì cái tính có nó có tính axit ấy, nó thì việc sử dụng một cái máy bằng sắt nó hay bị han gì, cho nên dùng cái inox này thì nó sẽ rất là bền. Đấy, dùng thời gian nó không bị gì. Đấy, sạch sẽ, đảm bảo cho cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, rất là đảm bảo, cũng như là đảm bảo được cái độ bền cho máy sử dụng được lâu dài. Thì ở đây giờ cái phễu đổ vào của máy, thì phễu đổ vào của máy cũng là bằng hoàn toàn bằng inox. Đấy, được gấp mép rất là kỹ này, không lo bị lo đứt tay này. Đấy, bên trong này cũng hoàn toàn bằng inox, chấm hạt rất là kỹ ở trong này. Bên trong này là quả lô của máy, thì máy nó có phần xay trước này và phần vắt. Đấy, còn quả lô này là có đảm nhiệm chức năng xay. Thì quả lô này là cũng hoàn toàn bằng inox và nó được là gạch lên như này để tạo thành các răng này. Đấy, cái răng này khá là sâu đấy, và rất là sắc ở đây. Bạn có thể được sờ tay này, đảm bảo rất là sắc, đấy, rất là sắc. Đấy. Thì cái quả lô này thì, nó quay nhanh thì sẽ mài cái củ nghệ, mài cái củ sắn dây chúng ta ra nhuyễn, đảm bảo công suất sử dụng. Thì với một máy như này thì một giờ bà con có thể xay được khoảng 3 đến 4 tạ nghệ. Đấy, tạ củ nghệ tươi hoặc là hai tạ rưỡi đến 3 tạ sắn dây. Thì máy thì sử dụng motor là sử dụng điện một pha 220V. Motor chúng tôi đang sử dụng là motor dây đồng của Toàn Phát 3kW. Vòng tua là 2.900 vòng 1 phút. Đấy, motor Toàn Phát như này. Đấy, bà con có thể nhìn lên này. Đấy, điện cơ Toàn Phát ở đây. Đấy, tiêu chuẩn quốc tế gì đấy. Thì với motor này thì được bảo hành, bà con được bảo hành 12 tháng. Đấy, trong vòng 12 tháng mà cháy hỏng motor thì công ty sẽ đổi mới motor này cho bà con. Máy thì sử dụng truyền động bằng dây cu loa như này. Hai dây cu loa như này. Đấy, hai dây cu loa bản A ở đây. Kết nối từ motor lên cái phần bộ nghiền và một dây cu loa nữa từ cái phần bộ nghiền xuống cái phần chổi quét bên trong. Đây, đây là phần dây cu loa bên trong. Và ở đây thì nó sẽ có một tấm cũng hoàn toàn bằng inox để bảo vệ cái dây cu loa. Đằng sau này là hệ thống vòi nước cắm vào đây. Đấy, máy xay vắt liên hoàn nên bà con chỉ cần cắm vòi nước vào đây thôi và bỏ rửa sạch nghệ sắn dây, chúng ta bỏ phía trên này là chúng ta xay ra luôn. Đấy, cái phần bên này là cái phần chổi quét của máy này. Bên này là cái phần hệ thống chổi quét của máy. Đấy, bên trong này là chổi quét này. Chổi quét nó nằm ở đây, là gồm đây là chổi quét này. Đấy, là một thanh gỗ. Một thanh gỗ có nó có bắn vào các cái sợi cước như này. Đấy, như kiểu cái bắn chải nó đánh bên trong. Và qua đây là nó sẽ có cái túi lọc. Đây. Nó sẽ có cái túi lọc ở đây. Túi lọc này khá là mịn. Đây là cái túi lọc của máy. Thì với máy này thì vệ sinh các thứ cũng rất là dễ thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần mở 6 con ốc ở đây. Thực chất nó chỉ cần 3 con, 1 con, 2 con, 3 con này thì chúng ta có thể rút được cái lồng bên trong ra. Đấy, để chúng ta vệ sinh rửa máy sau khi chúng ta sử dụng. Máy thì xung quanh góc máy như này thì chúng tôi đã bắn keo silicone hết. Đấy. Keo silicone đã bắn hết đầy đủ để hạn chế cái phần nước nghệ trong lúc xay nó bị văng ra lung tung, chúng tôi đã bắn keo silicone đầy đủ như này. Theo máy thì có cái này là cái phễu ra này. Này phễu ra thì bà con về bà con lắp như này. Đấy. Nó hướng theo hai cái núm điều khiển như này. Hai cái núm điều khiển này là tác dụng để điều chỉnh là cái ngục cái nghệ xay thô mịn ở đây. Đấy, trường hợp mà bà con thấy nghệ nó chưa được mịn thì chúng ta sẽ ép cái hai cái này vào. Đấy, để bên trong nó có một thanh gỗ nó ép sát vào cái quả lô. Đấy, để nghệ chúng ta xay nó sẽ nhuyễn, sẽ mịn hơn. Còn cái phễu này chúng ta sẽ lắp vẫn hướng theo chiều ra như này. Thì nhiều bà con về lắp thì gọi đến công ty hỏi tại sao mà cái nước nó hay chảy.
nó chảy ra lung tung, thì do bà con lắp cái này nó sai chiều này, chúng ta lắp cái chiều ngược ra đằng sau này đấy, thì nó không đúng chiều nước ra thì nó sẽ bị gấp lại đấy, thì nó sẽ nước nó hay bắn ra lung tung. Còn bà con chỉ cần chuyển sang như này đấy, thì nó sẽ chảy theo cái ống này, nó ra phết này đấy. Một cái vòi to này nữa là để chúng ta cũng là để chúng ta nó lắp vào cái vòi này đấy, chúng ta lắp vào vòi vàng to này đấy, để chúng ta cho vào thùng vào chậu nó dễ dàng hơn. Ở đây thì nó thêm một cái vòi rút ga như này nữa, thì chúng ta sẽ lắp vào cái ống này đấy. Từ đây chúng ta sẽ cho vào cái lỗ vàng vàng này đấy. Thì nguyên lý hoạt động của máy cũng đơn giản thôi, nghỉ sẵn ra sau khi chúng ta bỏ cái tên này đấy, chúng ta sẽ cắm cái vòi nước ở đây đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái lỗ đục thêm các lỗ trong này đấy, một phần nước nó sẽ chảy ra đây đấy, số phần nước còn lại nó đã chảy theo cái ống này xuống đây đấy. Và trên cái thân này thì nó cũng đục hệ thống đục các lỗ, thì nước nó sẽ đổ xuống và nó sẽ kết hợp với cái bàn chải bên trong này nó đánh đấy, thì cái tinh bột nghệ sắn dây nó sẽ chảy theo cái đường ống nó ra ngoài, còn cái bát thì nó sẽ đẩy theo cái cửa này nó ra đằng sau rất là sạch. Thì nếu bà con thường thường thì bà con chỉ cần làm một lần thôi, nhưng nhiều bà con cẩn thận kỹ hơn thì bà con có thể là chúng ta hứng cái bã đấy, chúng ta đổ lại thêm lần nữa rất là nhanh đấy, các công đoạn rất là nhanh đấy, chúng ta hứng cái bã đấy chúng ta đổ lại thêm một lần nữa là chúng ta xay thêm lần nữa để có cái còn thừa chút nào cái tinh bột thì chúng ta sẽ là lấy được hết đấy. Máy thì chạy điện một pha 220V thôi đấy, thì lúc bà con mua máy về nếu lấy cả motor thì chúng ta đã có đầy đủ phích cắm rất là tốt ở đây đấy, phích cắm đấy đầy đủ về thì chúng ta sẽ có phích cắm như này đấy, dây điện đấy, dây điện thì cũng dây của Garrison luôn đấy, bà con có thể nhìn thấy đây rất là tốt ở đây đấy, sử dụng thương hiệu Garrison đấy, phích cắm rất là chất lượng đấy, thì đầy đủ. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành cắm thử điện lên cho bà con cùng xem. Máy thì chạy điện một pha 220V thôi, thì hầu như là gia đình nào cũng có thể sử dụng được đấy, máy số lượng máy rất là nhiều đấy, để bà con có thể tham khảo. Đó, tôi sẽ tiến hành cắm điện lên. Các bạn có nhu cầu mua máy xay bắc nghệ sắn dây liên hoàn thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ ở số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Anh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý vị các bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Đối với quý vị các bạn ở gần thì có thể đến tận nơi tham khảo máy và chúng ta lấy máy, hoặc là quý vị các bạn ở xa thì chúng tôi có thể gửi xe này hoặc gửi bưu điện về tận nhà cho bà con, chúng ta nhận hàng thanh toán tiền rất là đơn giản. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh. À, quên mất một cái phần giá bán rất là quan trọng là về cái giá này, thì một máy hoàn chỉnh như này đang có giá là 7.300.000 là đầy đủ motor, chân đế tất về, bà con chỉ cắm điện lên bà con sử dụng thôi. Còn nếu trường hợp bà con có khung máy, có motor ở nhà rồi, chúng ta chỉ cần mua cái khung máy này thôi. Thì với cái khung máy thì bà con lưu ý là lúc motor chúng ta là tầm khoảng 2,2 kg hoặc 3 kg hoặc 3,5 kg, với vòng tua 2.900 vòng một phút là chúng ta có thể lắp được sử dụng cho cái máy này. Đấy, thì bà con mua khung máy không thì giá cái khung máy là 5.500.000, thì bà con có thể là mua chắc khung để chúng ta lắp tận dụng được cái motor sẵn có ở nhà. Đấy. Thì quý bạn có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ hotline 0922252666 hoặc là 0866 628 266. Thì bên chúng tôi có cung cấp đầy đủ máy, và bà con mua máy rồi mà cần mua phụ tùng phụ kiện như chổi này, quả lô này, hay là túi lọc thì chúng tôi vẫn có cung cấp cho bà con đấy, có đầy đủ bà con phục vụ bà con trong thời gian lâu dài. Cảm ơn quý và các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý và các bạn.